Trở về từ xào huyệt cướp biển, sống tạm bợ giữa sa mạc nắng nóng, nhất cử nhất động từ ăn ngủ đến vệ sinh đều bị kiểm soát dưới họng súng của những tên cướp biển Somali. Đó là quãng thời gian hơn 1.350 ngày ba thuyền viên Việt Nam đã trải qua trước khi trở về từ cõi chết. Vừa bước xuống sân bay Nội Bài Hà Nội chiều 25 tháng 10, ba thuyền viên cùng 35 tuổi là Phan Xuân Phương, Nghệ An, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Hạ cùng quê Hà Tĩnh bất ngờ trước sự chào đón của gia đình, người thân và báo chí. Tuy nhiên, do đã thấm mệt sau chuyến bay dài nên các thuyền viên muốn nhanh chóng lên xe của chi nhánh xuất khẩu lao động Vinamoto để về. Đến nhà mới tin mình thoát chết. Sau khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tràng An và biết sức khỏe ổn định, các thuyền viên mới an tâm tiếp xúc mọi người. Theo lời kể của anh Hạ, tháng 4 năm 2011, anh cùng Phương và Xuân được Tổng công ty Vinamoto đưa đi làm việc trên tàu đánh cá xa bờ hiệu Naham 3 theo hợp đồng cung ứng lao động với công ty hàng hải quốc tế Hiệp ức Đài Loan với mức lương 300 USD trên tháng. Tháng 3 năm 2012, khi đang đánh bắt trên biển Ấn Độ Dương, tàu cá Naham 3 bị cướp biển Somali bắt giữ. Anh Hạ nhớ lại, hàng chục tên cướp biển lăm lăm trong tay súng nhảy lên tàu khiến mọi người đều sợ hãi và tìm chỗ ẩn nấp, nhưng rồi đều bị bắt. Thuyền trưởng định trốn liền bị chúng rượt đuổi theo và bắn chết. Chúng dùng súng uy hiếp tinh thần khiến chúng tôi ai cũng khiếp sợ. Sau khi cướp tàu, bọn hải tặc đã đưa các thuyền viên về căn cứ là một hoang mạc giữa biển khơi, cắt cử người canh gác chặt chẽ. Từ đây những tháng ngày sống trong sợ hãi bắt đầu, anh Phương kể. Tàu của mình có 28 thủy thủ, còn bọn cướp lúc đó khoảng 30 đến 40 người, có lúc lên đến hơn 100 người, chúng thay nhau canh gác. Những ngày sau đó, chúng bắt đầu đánh vào tâm lý sợ hãi của mọi người. Bọn hải tặc dí họng súng vào đầu, ép chúng tôi phải gọi điện thoại về nhà, thúc giục gia đình gọi điện báo công ty gửi tiền chuộc 60.000 USD. Nếu không, chỉ sau một tuần bọn chúng sẽ giết chết. Số phận của chúng tôi lúc đó như treo trên họng súng, không biết sống chết hồi nào. Không chỉ bị khủng bố về tinh thần, cuộc sống của các thủy thủ trên sa mạc đầy khó khăn và khắc nghiệt. Anh Hạ kể, ban ngày thời tiết nắng nóng còn hơn gió Lào, ban đêm lạnh cóng, ở sa mạc không có nhà, chỉ có vài lùm cây nhỏ. Chúng tôi dựng bạt tạm bợ nằm trên cát, ăn ngủ trước họng súng, thậm chí đi vệ sinh cũng bị giám sát dưới họng súng. Chúng tôi phải tự kiếm thức ăn, kiếm củi, tự đi lấy nước về uống. Thỉnh thoảng bọn cướp lại di chuyển chỗ để tránh bị phát hiện. Giữa sa mạc mênh mông, mình muốn trốn cũng không biết trốn chỗ nào. Còn theo lời anh Phương, trong suốt hơn 4 năm, các anh chưa có một bữa no. Mỗi ngày chúng tôi chỉ được một bữa cơm, còn lại ăn bánh sắn giống hệt bánh đa của Việt Nam. Muốn nấu ăn phải tự đi kiếm củi. Trước khi đi xuất khẩu lao động, tôi hơn 60kg, giờ còn chưa đến 50kg, anh Phương nói. Nhưng điều may mắn đã đến với họ là được trở về nhà an toàn, bởi cuộc sống khắc nghiệt nơi sa mạc, bệnh tật đã cướp đi sinh mạng của hai thủy thủ. Còn nhiều người mắc bệnh đang phải chữa trị. Sẽ hỗ trợ các thuyền viên, ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sau khi nhận được thông tin về 3 thuyền viên Việt Nam bị hải tặc Somali bắt giữ cùng 25 thuyền viên nước ngoài, Cục đã phối hợp với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc yêu cầu chủ tàu có biện pháp tích cực thương lượng với hải tặc để giải cứu các thuyền viên Việt Nam. Cục cũng đã yêu cầu Vinamoto phải làm việc với công ty môi giới và chủ sử dụng thuyền viên thanh toán lương, các chế độ bảo hiểm, chi phí hỗ trợ lao động trong thời gian thuyền viên bị hải tặc Somali bắt giữ và chi phí đưa 3 thuyền viên về nước. Cũng trong hôm qua, Cục Quản lý Lao động nước ngoài đã làm việc với đại diện công ty Vinamoto về phương án hỗ trợ 3 thuyền viên. Trả lời thanh niên, ông Trần Hữu Hưng, Phó Tổng Giám đốc Vinamoto cho biết công ty đã gửi tiền mua vé cho người lao động về nước, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ giải quyết các chế độ cho người lao động. Một đại diện Vinamoto cho hay, trong quá trình đàm phán, chủ tàu vẫn gửi 1.600 USD trên tháng cho hải tặc để nuôi toàn bộ thủy thủ đoàn và vẫn trả lương cho các lao động đến hết tháng 3 năm 2013. Tổng công ty Vinamoto đã chuyển 5.000 USD đến Quỹ Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam để Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania mua vé máy bay cho 3 thuyền viên về nước. Từ năm 2013 đến nay, Vinamoto đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình thuyền viên 15 triệu đồng trên một gia đình, đã thanh toán tiền đặt cọc chống trốn cho gia đình lao động cả gốc và lãi vào tháng 5 năm 2013. Đại diện công ty cho hay cũng theo vị đại diện này, ngoài đưa đón lao động về quê, khám sức khỏe, tâm lý, người lao động sẽ được nhận khoản hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm nước ngoài. Ngày 26 tháng 3 năm 2012, tàu Naham 3 bị hải tặc Somali bắt giữ tại quần đảo Seychelles, Ấn Độ Dương. Trên tàu có 3 thuyền viên Việt Nam cùng 25 thuyền viên các nước Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia. Sau hơn 4 năm rưỡi, các thuyền viên đã được thả sau khi bọn cướp nhận được khoản tiền thanh toán.
Ngày 23 tháng 10 năm 2016, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã tới sân bay Kayata để đón và động viên các thuyền viên Việt Nam.